Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Quang Bình thực hiện, được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự Quang Bình sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cùng với các địa phương trong cả nước, những ngày này, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình đang tập trung cao độ chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, huyện ủy Quang Bình đã sớm chủ động triển khai các bước, các khâu chuẩn bị cho đại hội. Theo đó, Ban Thường vụ huyện ủy thành lập 5 tiểu ban phục vụ đại hội, gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền khánh tiết, tiểu ban hậu cần và tiểu ban bảo vệ. Phân công các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành phụ trách từng cơ sở, có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng, chuẩn bị đại hội, cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị. Với sự chuẩn bị tích cực và chủ động, đến hết 20 tháng 5, các chi đảng bộ cơ sở của huyện Quang Bình đã tổ chức thành công đại hội. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Quang Bình tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuối tháng 7 tới. Theo đánh giá của Ban Thường vụ huyện ủy Quang Bình, các chi đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đều tổ chức đại hội thành công. Các báo cáo chính trị trình bày tại đại hội đều được cấp ủy chuẩn bị khá kỹ. Nội dung nêu đầy đủ các lĩnh vực công tác, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của chi đảng bộ. Đánh giá sâu sát thực chất kết quả thực hiện, chỉ rõ thiếu sót, khuyết điểm. Công tác nhân sự được tiến hành đúng theo quy trình hướng dẫn của Trung ương, tỉnh ủy và huyện ủy. Do có sự chuẩn bị tốt về công tác nhân sự, nên các đại hội đều tổ chức bầu cử thành công với sự nhất trí cao về danh sách nhân sự do cấp ủy chuẩn bị. Việc bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện ở các đại hội cơ sở cũng đạt kết quả. Bầu một lần đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, không có phát sinh khiếu kiện, khiếu nại. Trong tháng 4 năm 2015, Đảng bộ thị trấn Yên Bình đã tổ chức rất là thành công đại hội lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020. Đạt được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy. Qua đó, thì Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn của chúng tôi đã bám sát các văn bản hướng dẫn, đúng thủ tục quy trình về cơ cấu nhân sự, đảm bảo con người trình độ đáp ứng cho cái nhiệm kỳ tới này, đồng thời tiếp tục tuyên truyền cho cái đại hội đảng bộ lần thứ 3, tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với chúng tôi là tiếp tục sát sao với cơ sở để nắm bắt tư tưởng dư luận của đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt nữa là các hoạt động tôn giáo ở trên địa bàn. Đồng thời chúng tôi tập trung chỉnh trang đô thị xanh, sạch đẹp để phát triển bền vững, đồng thời phát động nhiều phong trào thiết thực để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ 3. Đại hội cấp cơ sở trên địa bàn huyện đều đạt yêu cầu đề ra. Có được thành công ấy là nhờ chuẩn bị kỹ các bước. Ban Thường vụ huyện ủy tập trung chỉ đạo, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, huyện ủy viên phụ trách cơ sở cùng các đồng chí trong các tổ công tác trực tiếp chỉ đạo từng đảng ủy, chi ủy thực hiện đầy đủ các bước chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng quy trình. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ huyện ủy Quang Bình chỉ đạo nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng và dư luận của đảng viên và quần chúng, nhất là những vấn đề liên quan đến nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội. Chú trọng công tác tuyên truyền, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng đại hội. Đến thời điểm này, huyện Quang Bình đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ huyện. Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đảng bộ huyện đã hoàn chỉnh. Dự thảo đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ. Trong mỗi chỉ tiêu đều có số liệu cụ thể so sánh với đầu nhiệm kỳ, thắn nhìn vào sự thật. Dự thảo báo cáo chính trị đã đảm bảo các nội dung đánh giá đúng ưu khuyết điểm,
phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục, gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy với thực hiện điều lệ Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Đảng bộ đã thảo luận quyết định những giải pháp hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới. Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban thường vụ, các chức danh chủ chốt cũng đã xây dựng xong. Để nhân sự cấp ủy khóa mới của huyện đảm bảo các tiêu chuẩn, sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ khi được lựa chọn và bầu vào cấp ủy. Ban thường vụ huyện ủy Quang Bình đã tiến hành rà soát, kiện toàn công tác cán bộ trước một bước. Nhờ thực hiện tốt các bước, chất lượng nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ cấu, trình độ, độ tuổi theo hướng dẫn của cấp trên. Với quan điểm đổi mới phải đi đôi với chất lượng, nên không vì khó khăn về nguồn nhân sự mà hạ thấp tiêu chuẩn, làm ảnh hưởng đến chất lượng cấp ủy. Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3 nhiệm kỳ 2015-2020, thì cho đến ngày hôm nay thì có thể nói là Đảng bộ huyện Quang Bình chúng tôi cũng đã thực hiện theo đúng như các cái hướng dẫn chỉ thị 36 của Ban Bí thư và các cái hướng dẫn của tỉnh ủy. Thứ nhất là về công tác nhân sự thì cho đến nay chúng tôi đã thực hiện qua 3 bước và cơ bản đã hoàn thành và đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy duyệt. Trong đó đảm bảo về số lượng, cơ cấu dân tộc và cơ cấu giới tính, độ tuổi và có đảm bảo độ kế thừa, tuổi trẻ và đảm bảo được cái số về trình độ, kể cả trình độ lý luận chính trị. Trong đó tính toán cả cái số dư theo đúng như cái hướng dẫn chỉ thị 36. Cái thứ hai là đối với cái ban văn kiện, tiểu ban văn kiện của chúng tôi thì cũng đã hoàn thành qua 7 bước hoàn chỉnh được cái bộ văn kiện của đại hội. Riêng văn kiện đại hội lần này thì theo cái hướng dẫn của tỉnh ủy thì còn Đảng bộ huyện Quang Bình chúng tôi có thực hiện mấy cái mới. Thứ nhất là chủ đề rất rõ ràng, thứ hai là có cái khẩu hiệu của cái chương trình hành động của toàn đảng bộ, toàn khóa luôn. Thứ ba là có yếu tố đột phá với hai đột phá, ba chương trình trọng tâm. Một cái mới nữa lần này là đối với cái kiểm điểm của Ban Thường vụ là rất rõ ràng, là Ban chấp hành Đảng bộ là rất rõ ràng, trong đó có thường trực, có Ban chấp hành rồi các cá nhân, ủy viên thường vụ cũng như là ủy viên Ban chấp hành. Và thẳng thắn phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Để đại hội các cấp diễn ra đúng kế hoạch, huyện Quang Bình đã có những chỉ đạo kịp thời, trong đó việc ổn định tình hình tại địa bàn dân cư có vai trò rất quan trọng. Trên cơ sở đó, huyện đã phân công các đồng chí huyện ủy viên dành nhiều thời gian công tác tại cơ sở, tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ huyện ủy để có những chỉ đạo đúng, phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức đảng và toàn xã hội. Tôi cũng đảm bảo được có cả trực quan tuyên truyền để trực quan sinh động và giao cho tất cả các xã cũng đăng ký những việc làm thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. Cũng đồng thời là giao cho các xã lấy cái việc giao quân trồng rừng, giao quân hàng tuần chứ không phải chỉ giao quân một lần, làm một trong những cái nhiệm vụ để mà tuyên truyền chào mừng cho cái đại hội, và cũng giao cho cả các xã là tuyên truyền hệ thống pano, khẩu hiệu, áp phích ở trên các cái trục đường chính cũng như là trung tâm xã rồi đến các thôn bản, và hướng dẫn và chỉ đạo nhân dân trong cái việc mà thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong cái dịp mà đại hội này. Và cũng đồng thời là cũng yêu cầu tất cả các cơ quan ban ngành dọn dẹp vệ sinh, đặc biệt là khu trung tâm huyện lỵ, nơi thị trấn Yên Bình đây. Ngoài ra thì chúng tôi có phân công cho các cái cá nhân, các thành viên của các cái tiểu ban là cũng chịu trách nhiệm, trong đó có cả cái gắn cái trách nhiệm từ khâu phục vụ trở lên đối với ban chỉ đạo của đại hội. Thì đó là toàn bộ những cái nội dung mà trong công tác chuẩn bị đại hội cho đến ngày hôm nay, thì nếu tính tổng thể thì toàn bộ các cái nội dung đó chúng tôi cũng đạt đến trên 80%. Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng không chỉ đối với cán bộ đảng viên mà còn là của toàn thể nhân dân trong huyện.
nên công tác tuyên truyền cũng được Đảng bộ huyện Quang Bình quan tâm đẩy mạnh. Cùng với việc đẩy mạnh việc tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh truyền hình của huyện thông qua đội văn hóa thông tin lưu động huyện, thì công tác tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi họp thôn, tuyên truyền bằng băng rôn khẩu hiệu cũng đã được thực hiện tốt. Ngay sau khi có kế hoạch chuẩn bị đại hội, Đảng bộ huyện Quang Bình đã phát động phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện. Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh đều vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng. Trong đó, mỗi cơ sở đoàn, hội đều đảm nhận một công trình phần việc chào mừng đại hội. Vì vậy, trong những ngày này, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương, nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình cũng đang ra sức thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, đã có nhiều công trình chào mừng đại hội đã và đang được hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Đó là công trình nhà làm việc Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường và nhà công vụ huyện ủy và bếp ăn. Song song với việc làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra đúng kế hoạch, đúng quy trình và thành công tốt đẹp, huyện Quang Bình đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết và chỉnh trang đô thị. Qua đó tạo nên không khí phấn khởi trong nhân dân và tạo điểm nhấn thể hiện những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3. Huyện Quang Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan ban ngành, tăng cường tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Đảng bộ huyện tới quần chúng nhân dân, đồng thời làm tốt nhiệm vụ được phân công theo từng ngành và từng tiểu ban. Ngay sau khi có kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020, thì Phòng Văn hóa và Thông tin đã chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện. Đội tuyên truyền văn hóa lưu động đã tổ chức tuyên truyền tại các chợ phiên, khu đông dân cư về mục đích, ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ 3, tuyên truyền về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trước những âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay. Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ và nhân dân, thì các hoạt động văn nghệ thể thao cũng được diễn ra sôi nổi trên địa bàn huyện. Các giải thể thao cũng đã được tổ chức, và hiện nay thì lực lượng diễn viên không chuyên đang tích cực tập luyện một chương trình văn nghệ để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Hiện nay thì cơ bản là công tác tuyên truyền đã được triển khai đồng bộ và tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân và các dân tộc trên địa bàn huyện để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ 3. Có thể nói, công tác chuẩn bị cho đại hội ở Đảng bộ huyện Quang Bình đến nay đã cơ bản hoàn tất. Quang Bình đã sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện khóa 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ được tổ chức thành công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Quang Bình thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.